Phương Thúy xin trân trọng giới thiệu tập số 35 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Vợ yêu của Tổng Tài của tác giả Nguyệt Tiểu Tây. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Giang Thành Việt đến bệnh viện, anh nói với Mộ Vi Lan rằng chiều Lục Hy Bảo sẽ đến đây thầy nhau trông chừng Võ Hiêu mô vi lan thực sự cảm thấy đã làm phiền quá nhiều tới giang thanh việt và lục hy bảo đời khi nào phó hàn tranh quay lại cô nhất định phải cảm ơn bọn họ thật nhiều sau khi giang thanh việt rời đi mô vi lan nằm bỏ bên cạnh phó hiêu nhìn anh ta và trò chuyện với anh ta thay vì nói là trò chuyện với phó hiêu chẳng bằng nói là mô vi lan tự mình độc thoại trò chuyện với phó hàn tranh buổi trưa anh muốn ăn gì phó hiêu mím môi im lặng một lúc lâu rồi liếc nhìn hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt ở đây. Nếu không có người tới cứu anh ta, anh ta sẽ không thể nào trốn thoát được. Và tất cả những gì anh ta có thể trông chờ được là chỉ có người phụ nữ trước mặt giúp anh ta mở khóa. Thế là Phó Hiêu bắt đầu tiếp cận Mộ Vi Lan. Phó Hàn Tranh thích ăn gì? Sao? Mộ Vi Lan không ngờ anh ta sẽ hỏi về Phó Hàn Tranh. Cô liền nói, khẩu vị của Hàn Tranh rất thanh đạm, không kén ăn, nhưng mà anh ấy hình như rất thích ăn đậu phụ. Mộ Vi Lan nhớ lại lần ở quán lầu, anh vừa ăn đậu phụ của cô, vừa kêu cô gắp đậu phụ trong nồi lầu cho anh ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên ngọt ngào. Phó Hiêu nhìn cô và nói, vậy buổi trưa tôi ăn đậu phụ cay đi. Được, anh còn muốn ăn gì nữa? Phó Hiêu nói bữa hai món ăn, Mộ Vi Lan ghi nhớ lại. Phó Hiêu đột nhiên ghé sát mặt lại gần cô. Bốn ánh mắt đối diện nhau. Mộ Vi Lan ngần ngơ trong chốc lát, Hàn Tranh. Phò Hiếu cúi đầu hôn lên môi của cô, Mộ Vi Lan giật mình. Cho đến khi nụ kết thúc, hai má của Mộ Vi Lan đỏ ửng. Phò Hiếu nói, tôi nghĩ tôi thật sự có thể là Phó Hàn Tranh. Bởi vì khi hôn cô, tôi có cảm giác. Vậy anh có thể quay về là Hàn Tranh không? Đôi mắt của Mộ Vi Lan đỏ ửng. Phó Hiếu nói, có lẽ khi chúng ta trao đổi thân thể, tôi sẽ trở thành Hàn Tranh của cô. Khuôn mặt của Mộ Vi Lan đỏ bừng không thể phân biệt câu nói này của anh là thật hay giả. Nhưng nếu có thể, cô sẵn sàng thử. Hướng chi, thân thể này của Phó Hiêu cũng chính là của Hàn Tranh. Thật, thật sao? Phó Hiêu nghiêm túc gật đầu và nói. Nhưng cô nhìn tôi bây giờ đi, hai tay đều bị còng rồi. Sao có thể làm điều đó với cô được chứ? Tôi rất muốn giúp cô, nhưng tôi không thể giúp được. Bác sĩ Giang kia, tôi nghĩ anh ta sẽ không thả tôi ra. Mộ Vi Lan vội vàng hỏi. Khi anh hôn tôi, anh thực sự nhớ tôi sao? Cô không tin sao? Tôi tôi không, chỉ là chỉ là chỉ là cái gì? Chỉ là bây giờ tôi không thể mở khóa cho anh. Một sự tính toán lóe lên trong mắt của Phó Hiêu, anh ta nói, hay là thế này đi, cô giúp tôi mở khóa một tay, như vậy buổi trưa tôi cũng dễ ăn đồ ăn cô nấu. Tôi lớn tuổi rồi, cứ để cô phải đút mãi, tôi thấy không quen. Cô mở khóa một tay cho tôi tôi không những không thể chạy trốn được mà còn có thể cởi áo của cô cùng cô mặc dù mộ vi lan có chút mềm lòng khi nghe phó hiêu nói nhưng cô vẫn không mở quá tay cho anh ta ánh mắt của phó hiêu trầm xuống rốt cuộc cô vẫn không tin tôi tôi mộ vi lan nhìn khuôn mặt của phó hàn tranh trái tim cô không thể cứng rắn được phó hiêu tiếp tục nói bỏ đi tôi bị còng tay ở đây Còng đến tăm bữa nửa tháng, không chừng bệnh trầm cảm có thể bộc phát. Mộ Vi Lan cắn môi không nói gì. Sắp đến giờ ăn trưa, Mộ Vi Lan liếc nhìn Phó Hiêu đang nhắm nghiền mắt, cô nhẹ nhàng nói: Anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua đồ ăn trưa cho anh. Phó Hiêu vớt lở cô. Mộ Vi Lan biết rằng anh đang tức giận. Khi mua đồ ăn trưa trở về, Mộ Vi Lan vẫn đút cho anh ăn, nhưng Phó Hiêu không muốn ăn. Anh ta ăn được hai miếng rồi cáo kỉnh nói: Không ăn nữa, hai tay của anh ta bị còng quả thật là không tiện ăn cơm mầu vi lan suy nghĩ vấn đề cả buổi sáng cô hít một hơi thật sâu và nói tôi mở khóa tay cho anh như vậy anh ăn cơm sẽ dễ dàng hơn có được không đôi mắt của phó hiêu sáng lên hở hững ừ một tiếng mầu Mộ vi lan đi sang một bên cầm điều khiển và mở khóa tay cho phó hiêu phó hiêu cử động bàn tay phải của mình mầu vi lan bước đến và đưa đũa cho anh ta nhưng anh ta lại đột nhiên bóp cổ cô. Anh làm cái gì vậy? Tôi muốn cô thả tôi ra. Lực bàn tay anh mạnh đến mức khiến cô gần như nghẹt thở. Mộ vi lan cao mày. Anh bóp cổ tôi như thế này. Tôi làm sao mà thả anh ra được chứ? Đúng lúc này cánh cửa của cơ sở y tế được mở ra. Vi lan! Lục Hy Bảo bước vào. Cô nhìn thấy Phó Hiêu đang bóp cổ của mộ vi lan. Lục Hi Bảo mắng chửi. Phó Hàn Tranh, vi lan là vợ của anh đấy. Anh còn không mau thả cô ấy ra. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Pho Hiếu nhèo mắt và ra lệnh dùng điều khiển ở đằng kia mở khóa còng tay cho tôi. Hy Bảo, đừng! Pho Hiếu siết chặt tay. khuôn mặt của Mộ Vi Lan bắt đầu ửng đỏ vì khó thở. Nếu cô không mở khóa, tôi sẽ bóp chết cô ta. Đừng, đừng, đừng! Tôi mở cho anh là được chứ gì? Đồ hung ác, mau thả Vi Lan ra. Cô mở khóa ra trước, tôi sẽ thả cô ta ra. Nước mắt của Mộ Vi Lan rơi xuống. Không biết là bởi vì Phó Hiếu bóp cô khó chịu. Hay là bởi vì nhân cách thứ ba của Phó Hàn Tranh đối xử với cô như vậy khiến cô cảm thấy buồn bã. Lục Hy Bảo cầm điều khiển và mở khóa còng tay còn lại cho Phó Hiêu. Khi đôi tay của Phó Hiêu được giải phóng khỏi chiếc còng tay, anh ta bóp cổ mộ vi lan đi đến cạnh cửa. Mở cửa ra! Lục Hy Bảo chỉ có thể nghe lời anh ta mở cửa. Anh mau thả vi lan ra! Ngay khi cánh cửa mở ra, Phó Hiêu đẩy mộ vi lan về phía Lục Hy Bảo và chạy ra khỏi nơi đây lục Hi bảo đỡ mộ vi lan vi lan cậu không sao chứ anh ta có làm gì xấu với cậu không mộ vi lan lắc đầu và ho khan mình phải đuổi theo phó hiêu và đem anh ta về nói xong mộ vi lan định đuổi theo lục Hi bảo kéo cô lại vi lan một mình cậu không đuổi theo anh ta được đâu cậu vẫn chưa nhận ra sao anh ta không phải là phó hàn tranh anh ta sẽ không nương tay với cậu đâu vừa rồi anh ta còn dùng tính mạng của cậu để uy hiếp mình để anh ta có thể trốn chạy ra ngoài mình muốn đập anh ta thành vạn mảnh. Nhân cách thứ ba của Phó Hàn Tranh, tại sao lại có thể đê tiện đến mức này cơ chứ? Lục Hy Bảo tức giận nói, đôi mắt của mộ vi lan đỏ hoe. Mình có một dự cảm không tốt. Mình nghĩ Hàn Tranh sẽ không thể quay về nữa. Đừng như vậy, không phải còn có Giang Diêm Vương sao? Giang Diêm Vương nói rồi, vẫn còn hy vọng chữa khỏi bệnh cho Phó Hàn Tranh. Cậu đừng có lo lắng. Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho Giang Diêm Vương. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm tên Phó Hiêu khốn kiếp kia. Lục Hì Bảo tức giận gọi điện thoại cho Giang Thanh Việt. Alo, sư phụ, tên khốn Phó Hiêu chạy trốn rồi. Suýt chút nữa còn làm hại Vi Lan. Tôi biết rồi, tôi sai người đi tìm ngay đây. Cô chăm sóc cho cô ấy đi. Sư phụ, nếu anh tìm được tên khốn đó, hãy thay Vi Lan dạy cho anh ta một bài học vừa nãy anh ta dám bóp cổ vi lan để uy hiếp tôi sau khi cúp điện thoại lục hy bảo liếc nhìn mộ vi lan vi lan chắc cậu không thương xót cho anh ta đấy chứ cậu xem anh ta bóp cổ cậu đỏ hết cả lên rồi nơi này cậu có đau không mình không sao hy bảo mình xin lỗi đều tại mình thời mềm lòng mở khóa cho anh ta gây phiền phức cho cậu và bác sĩ giang rồi cậu nói cái gì thế chứ chúng ta là bạn tốt Giang Diêm Vương và Phó Hàn Tranh cũng là anh em tốt. Vì thế, chúng mình giúp cậu tìm Phó Hàn Tranh là điều đương nhiên. Cậu đừng lo lắng. Giang Diêm Vương nói anh ấy đã sai người đi tìm rồi. Chắc chắn là có thể đưa Hàn Tranh của cậu trở về. Hy Bảo, cậu có vẻ rất tin tưởng bác sĩ Giang. Lúc này Lục Hy Bảo mới chợt nhận ra. Vậy sao? Mình chỉ cảm thấy mặc dù Giang Diêm Vương rất lờ đờ, đáng ghét, nhưng vẫn có thực lực. Cậu xem, anh ấy đến người sắp chết cũng có thể cứu sống được. Huống chi là võ hàn tranh, vẫn còn sống khỏe mạnh. Chỉ là thần kinh có chút vấn đề mà thôi. Cậu yên tâm đi. Giang Diệm Vương chắc chắn có thể chữa khỏi cho hàn tranh nhà cậu. Mộ Vi Lan gật đầu, không còn lo lắng nữa. Dù sao chữa trị cho hàn tranh cũng sẽ là một trận chiến dài. Trên người võ hiêu, không có giấy tờ tùy thân, chắc chắn sẽ không thể rời khỏi Bắc Thành được. Quán bà Lam Diệu Phó Hiều gọi một chai rượu Benri, ly nào cũng đầy áp. Một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm lộng lẫy tiến tới bắt chuyện, bàn tay sơn móng tay màu đỏ đặt lên vai của Phó Hiều. Anh đẹp trai, từ lượng tốt đấy, nếu anh không phiền thì có thể mời tôi một ly không? Không có hứng thú. Người phụ nữ xinh đẹp không chịu buông tha, dù sao cũng hiếm khi mới gặp được một người đàn ông đẹp trai như vậy. Cô ta tiếp tục vẻ vãn. Anh đẹp trai, anh đang muốn chơi trò đuổi bắt sao? Phó Hiêu vừa đính hất cái tay đang đặt trên vai anh ta ra thì đã có một người khác đến giúp anh ta gỡ bàn tay đó ra. Anh ấy là của tôi. Diêu Chỉ Nguyệt nắm tay của người phụ nữ đó hất sang một bên và hậm hừ một tiếng. Người phụ nữ kia muốn nổi điên nhưng nhìn thấy mấy vệ sĩ đứng sau Diêu Chỉ Nguyệt có vẻ không dễ động vào. Người phụ nữ đành dậm dày cao gót trừng mắt nhìn Diêu Chỉ Nguyệt rồi mới rời đi. Diêu Chỉ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Phó Hiêu cầm lấy ly rượu mà Phó Hiêu đã uống. Cô ta tự rót cho mình một ly bên đi. môi chạm vào viền ly rượu mà Phó Hiêu đã uống. ngẩng đầu uống cạn ly rượu bên trong tay. Trên viền ly rượu dính lớp son môi của cô ta. Diêu chỉ nguyệt cong môi nói. Tôi thấy anh vẫn nên trở về làm vệ sĩ của tôi đi. Tránh để anh ở bên ngoài lại bị người khác bắt đi mất. Phó Hiêu im lặng, nghịch ngậm ly rượu trong tay. Diêu chỉ nguyệt ôm lấy cổ anh ta, kéo mặt anh ta lại gần và mạnh bạo hôn lên đôi môi của anh ta. Khi Giang Thành Việt đưa Mộ Vi Lan và Lục Hy Bảo đến quán Ba Lam Diệu, Mộ Vi Lan đứng dưới ánh đèn giặc rỡ và nhìn thấy đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt ở quầy ba. Cả người của Mộ Vi Lan dường như bị đông cứng, cô cứng đơ người tại chỗ, sững sờ nhìn cảnh tượng này. Trong ánh sáng mờ ảo, Phó Hiêu và người phụ nữ kia hôn nhau, không thể tách rời. Lục Hi Bảo tức giận, mẹ kiếp, đồ khốn nạn. Lục Hy Bảo sắn tay áo định xông lên nhưng bị Giang Thanh Việt ngăn lại. Anh ngăn cản tôi làm cái gì? Tôi phải đánh chết tên khốn đó. Giang Thanh Việt liếc nhìn cô, giọng điệu khinh thường. Chỉ dựa vào một mình cô sao? Lục Hy Bảo nổi giận. Hả, anh khinh thường tôi sao? Giang Thanh Việt cởi chiếc áo khoác trắng xuống và đưa cho Lục Hi Bảo. Cầm lấy. Làm gì? Trước ánh mắt khó hiểu của Lục Hi Bảo, Giang Thanh Việt mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, dài bước chân dài đến quầy ba đôi bàn tay thanh mảnh đẹp đẽ thường ngày cầm dao phẫu thuật đột nhiên nắm lấy vai của phó hiêu và đấm thật mạnh vào mặt phó hiêu diêu chỉ nguyệt vội vàng đỡ phó hiêu phó hiêu anh không sao chứ phó hiêu dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng dương đôi mắt đen láy nhìn giang thanh việt giang thanh việt gằn giọng theo tôi về có phải anh vẫn chưa làm rõ tình hình không tôi không phải là anh em tốt phó hàn tranh của anh một nắm đấm mạnh hướng về phía giang thanh việt Diều Chỉ Nguyệt ra hiệu với vệ sĩ phía sau, mấy tên vệ sĩ liền vây quanh Giang Thanh Việt. Lục Hi Bảo chạy đến đứng trước mặt Giang Thanh Việt và hét lên với Phó Hiểu: Đông người thì giỏi lắm sao? Anh có phải là đàn ông không? Có giỏi thì đánh một mình đi. Phó Hiểu giờ nắm đấm về phía Lục Hi Bảo. Lục Hi Bảo sợ hãi hét lên một tiếng và nhắm chặt mắt lại. Nhưng sau một, hai, ba giây, cô không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy có một luồng gió mạnh lướt qua vành tay. Lục Hi Bảo mở mắt trước mắt cô là hai nắm đấm giang thanh việt đã nắm được cú đấm của phó hiêu cô ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của phó hiêu cô vội vàng chạy tới phía sau giang thanh việt nắm chặt lấy áo của giang thanh việt và thì thầm nói sư phụ đông người như vậy anh có đánh lại được không hay là chúng ta chạy đi giang thanh việt liếc nhìn mấy tên vệ sĩ sắc mặt bình tĩnh không thể chạy được lục hy bào nắm chặt áo của giang thanh việt Vậy chúng ta phải làm sao đây? Hay là báo cảnh sát đi? Mộ Vi Lan chạy đến trước mặt Diêu Chỉ Nguyệt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo trên cổ của cô ta. Trái tim cô như thể tan nát thành nghìn mảnh. Cô đưa tay và giật lấy chiếc vòng của Diêu Chỉ Nguyệt. Diêu Chỉ Nguyệt tức giận. Cô làm cái gì vậy? Nhưng Mộ Vi Lan hoàn toàn phớt lở cô ta. Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và dơ ra trước mặt Phó Hiêu. Cô chậm rãi nói. Chiếc nhẫn này là nhẫn cưới em tặng cho anh không có sự cho phép của em sao anh có thể tặng chiếc nhẫn này cho người phụ nữ khác chứ anh nói anh là phó hiêu em không tin em không tin hàn tranh của em thực sự chết rồi em không tin anh hoàn toàn không nhận ra chiếc nhẫn này phó hàn tranh anh trở về với em có được không phó hiêu quay mặt sang nhìn cô và tiến gần cô anh ta cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô và ném xuống đất chiếc nhẫn lăn xuống đất không biết lăn đến góc tối nào nữa cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của chiếc nhẫn nữa một chiếc nhẫn cũng muốn lừa tôi theo cô về sao sau khi tôi trở về cô và cái tên họ giang kia có phải là muốn biến tôi trở thành phó hàn tranh không tôi là phó hiêu chỉ cần có tôi ở đây phó hàn tranh sẽ không bao giờ xuất hiện mộ vi lan chăm chú nhìn phó hiêu nước mắt cô lăn dài người của diêu trì nguyệt đang định ra tay với giang thanh việt người của giang thanh việt cũng kịp thời đến nơi chu quan chạy đến nói điều gì đó vào tai của diêu trì nguyệt diêu trì nguyệt kéo phó hiêu đi và nói chúng ta đi chu quan ra hiệu toàn bộ vệ sĩ của nhà họ diêu đều rút lui sau khi bọn họ lui hết ra ngoài chu quan bước đến trước mặt giang thanh việt và lễ phép nói cậu giang hôm nay đã đắc tội đến cậu rồi mong cậu giang đừng để bụng khi đến cửa quán ba mộ vi lan nhìn thấy phó hiêu lên xe của diêu chỉ nguyệt không thèm quay đầu lại và rời khỏi tầm mắt của cô mộ vi lan chăm chú nhìn theo bóng xe đã rời đi cô lầm bầm bác sĩ giang có phải Hàn Tranh thật sự chết rồi không? Nếu ý thức của Phó Hiêu tồn tại quá lâu, Hàn Tranh thật sự sẽ khó xuất hiện trở lại. Lục Hy Bảo lo lắng hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phó Hiêu sẽ không bao giờ theo chúng ta trở về điều trị. Những người vừa nãy là người nhà họ Diêu, tôi không biết Hàn Tranh quen họ như thế nào. Nhưng có vẻ như Phó Hiêu có mối quan hệ rất thân thiết với cô chủ của nhà họ Diêu chắc không phải phó hiếu yêu cô chủ của nhà họ diêu đó rồi đấy chứ vậy vi lan phải làm sao đây giang thanh việt nhíu mày nói bây giờ chỉ có thể cướp người thôi cướp người sao khoe môi của lục hy bảo khẽ giật sư phụ chúng ta không làm chuyện gì phạm pháp đó chứ cô nghĩ khi tôi làm việc phạm pháp tôi sẽ đem theo đồng đội ngu ngốc như cô sao lục hy bảo im miệng diêu chỉ nguyệt đưa phó hiếu trở về biệt thự của nhà họ diêu chu quan chú sai người đến quán ba làm điệu giúp tôi tìm chiếc nhẫn kia về đây. Vâng, thưa cô chủ. Diêu chỉ nguyệt nhìn phó hiêu không nói lời nào. Cô ta cầm tập tài liệu, nhìn tấm ảnh của phó hàn Tranh rồi so sánh với phó hiêu. Ây da, thật là giống như một bức tượng được tạc ra. Nhưng mà tại sao anh không thừa nhận mình là Phó Hàn Tranh chứ? Phó Hiêu giật lấy tập tài liệu trên tay của Diêu Chỉ Nguyệt và cau mày. Diêu Chỉ Nguyệt nhìn anh ta chằm chằm và hỏi. Chắc không phải, anh thật sự bị mất trí nhớ đấy chứ? Khi tôi cứu anh, tôi thực sự không ngờ anh lại là Phó Hàn Tranh, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Phó Thị ở Bắc Thành. Sau khi xem xong tập tài liệu, Phó Diêu mím môi, lạnh lùng hỏi. Còn có thông tin chi tiết nào của Phó Hàn Tranh không? Anh cần thông tin chi tiết của Phó Hàn Tranh để làm gì? Phó Hiểu nhìn Diêu Chỉ Nguyệt nhướng mày nói. Nếu tôi là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Phó Thị, vậy cô nên vui mừng. Người đàn ông mà cô thích là người có thân phận cao quý. Diêu Chỉ Nguyệt nhếch môi cười. Nhưng mà trước kia anh đã từng kết hôn với mộ vi lan đó rồi. Tôi không muốn làm người thứ ba. Lẽ nào anh chịu vì tôi mà ly hôn với mộ vi lan sao? Phò Hiểu mỉm cười nham hiểm. Nếu tôi có thể trở về nhà họ phó thuận lợi và trở thành phó hàn tranh, tôi đương nhiên sẽ phải đá mộ vi lan để không ngáng đường tôi. Diêu chỉ nguyệt mỉm cười hài lòng. Chú Quan, đi điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến phó hàn tranh. Được, tôi đi ngay. Phò Hiểu Tôi không ngờ anh tàn nhẫn như vậy. Đến cả vợ mình cũng có thể nói không cần là không cần. Thật là máu lạnh. Nhưng mà... Tôi thích. Diêu chỉ nguyệt cúi đầu hôn lên đôi môi của Phó Hiêu. Nhưng Phó Hiêu lại đẩy cô ta ra. Sao thế? Vừa nãy còn muốn cưới tôi cơ mà. Bây giờ lại chê tôi rồi sao? Tôi không thích hôn một người phụ nữ miệng đầy mùi rượu. Diệu chỉ nguyệt nhìn người đàn ông xấu xa kia, hừ lạnh một tiếng, sau đó thở vào lòng bàn tay và người. Thật sự có mùi rượu sao? Bây giờ không thích nữa. Vừa nãy chẳng phải vẫn bị người phụ nữ miệng đầy mùi rượu như tôi hôn trong quán bar đó hay sao? Đã nhiều ngày, mộ vi lan không về thăm tiểu đường đậu. Thế là đến trường mẫu giáo đón tiểu đường đậu tan học. Vừa tan học, tiểu đường đậu nhìn thấy mộ vi lan đứng trước cửa. Cô bé đeo cặp sách và lon ton chạy tới ôm chầm lấy bụng của mộ vi lan. Mộ mộ! Mộ vi lan ngồi xuống nhìn vào mắt của tiểu đường đậu. Xoa mặt cô bé và nói... Có nhớ mẹ không? Nhớ! Tiểu đường đầu ôm chặt lấy cổ của mộ vi lan. Mộ vi lan cố gắng ôm cô bé lên. Đi, mẹ đưa con đi ăn KFC. Lại được ăn KFC rồi. Trên một chiếc Bentley màu đen cách đó không xa, Diêu chỉ nguyện đeo kính dâm ngồi ở ghế lái. Ngạo nghễ liếc nhìn phó hiêu, cười khẩy và nói. Thật không ngờ anh và cô ta còn có một đứa con gái đáng yêu như vậy. Phó hiêu mím môi, nhấn mạnh đứa trẻ này là con gái của cô ta và phó hàn tranh không phải là của tôi diêu chỉ nguyệt hậm hực có gì khác biệt không làm tình với mộ vi lan chẳng phải là cùng một thân thể hay sao nói đến chuyện này chắc không phải là một ngày nào đó anh sẽ biến thành phó hàn tranh đấy chứ điều này không vui đâu phó hiu nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ánh mắt lạnh lùng tôi sẽ không để phó hàn tranh xuất hiện anh ta không thể ngờ mình chính là nhân cách phân liệt của phó hàn tranh nhưng Phó Hiếu anh ta đã ra ngoài sẽ không tình nguyện là một cái bóng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Anh ta muốn chiếm hữu hoàn toàn cơ thể này để Phó Hàn tranh biến mất mãi mãi và anh ta thay thế người đàn ông kia. Đi theo bọn họ. Diệu chỉ nguyệt lái chiếc xe Ben Lay đi theo mộ vi lan và tiểu đường đậu cho đến khi hai người họ bước vào trong một quán KFC. Diều chỉ nguyệt cười khẩy. Hoa già là đến ăn KFC. Thật là trẻ con. Qua ô cửa kính lớn của quán KFC, Phó Hiêu nhìn hình ảnh ấm áp của hai mẹ con bọn họ cùng nhau ăn KFC. Trái tim anh ta bất chợt rung động dữ dội. Anh ta vô thức đặt tay lên trái tim, khẽ nhíu mày. Đây không phải là cảm giác của anh ta, mà là của Phó Hàn Tranh. Phó Hiêu lạnh lùng nói. Đi thôi. Không đi theo nữa sao? Bây giờ đã điều tra rõ mọi thứ rồi, không cần phải đi theo bọn họ nữa. Tôi về nhà họ Phó. Khoảng thời gian này, cô đừng đến tìm tôi. Được, nhưng anh hãy nhớ, ngay khi thời cơ đến, anh phải ly hôn với bộ vi làn. Phó Hiểu đã nắm rõ tình hình hiện tại của tập đoàn Phó Thị. Nếu muốn để tập đoàn Phó Thị dưới tay anh, thì bắt buộc phải tìm một tập đoàn có tài chính và thực lực mạnh. Và nhà họ Diêu đứng sau Diêu Chỉ Nguyệt là lựa chọn tốt nhất. Mộ Vi Lan nắm tay của tiểu đường đậu vui vẻ trở về nhà họ phó. Mộ mộ, con rất thích ăn khoai tây nghiền và bánh trứng. Khi nào chúng ta lại đi ăn KFC nữa? Nếu con thích ăn khoai tây nghiền và bánh trứng, mẹ có thể làm cho con. Cuối tuần này đường đậu về nhà ở với mẹ hai ngày có được không? Được ạ. À. Mộ mộ, con muốn ngủ cùng với mẹ. Mẹ kể chuyện cho con nghe. Lát nữa con sẽ nói với ông, cuối tuần này con sẽ đến chỗ của mẹ. Được, vào trong đi. Khi mộ vi lan dắt tiểu đường đậu vào nhà, cô nhìn thấy phó hiêu đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện khá hòa thuận với phó chính viễn và hướng nam tây. Phó, phó hiêu, Sao, sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ? Anh ta muốn làm gì đây? Còn tiểu đường đậu đứng bên cạnh cô, sau khi nhìn thấy phó hiêu, cô bé mở to mắt. Mộ mộ, không phải bố đến thiên đường rồi sao? Đây có phải là bố không? Phó hiêu đứng dậy, dài bước về phía mộ vi lan và tiểu đường đậu. Tiểu đường đậu mở to mắt nhìn phó hiêu đang đi tới. Cô bé kéo áo của mộ vi lan và kinh ngạc nói. Mộ mộ, chú ấy giống hệt với bố. Phó chính viễn ngồi trên ghế sofa, ông rất vui khi biết con trai mình vẫn còn sống ông cười tươi và nói với tiểu đường đậu đường đậu đây là bố cháu bố cháu vẫn còn sống tiểu đường đậu chớp chớp mắt xác nhận lại mấy lần bố sao thật sự là bố sao phó hiểu cúi xuống mỉm cười đầy nuông chiều với tiểu đường đậu sao thế đường đậu không nhận ra bố nữa sao mộ vi lan cao mày người trước mặt chắc chắn không phải là phó hàn tranh khi phó hàn tranh có thể quay về gặp cô và tiểu đường đậu anh chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy bố tiểu đường đậu bước tới và véo vào mặt của phó hiêu một sự khó chịu lóe lên trong mắt phó hiêu tiểu đường đậu không phát hiện ra nhưng bộ vi lan đã nhìn thấy bộ vi lan nghĩ đến lúc ở cơ sở y tế phó hiêu bóp cổ cô cô vội vàng kéo tiểu đường đậu đến bên cạnh mình cô sợ phó hiêu sẽ làm hại tiểu đường đậu nhưng phó hiêu lại giang rộng vòng tay với tiểu đường đậu đường đậu lại đầy bố ôm Tiểu đường đậu ngẩng mặt lên và nói với mộ vi lan Mộ mộ, thật sự là bố sao? Mộ vi lan không biết giải thích thế nào Cô đành buông tiểu đường đậu ra Tiểu đường đậu chạy đến trước Ôm lấy phó hiêu và nói Bố, đường đậu nhớ bố lắm Tại sao bây giờ bố mới từ thiên đường trở về vậy? Khóe mắt của mộ vi lan cay cay Cô bé này quả thật là ngây thơ và hồn nhiên Khi phó hàn tranh ra đi Mộ vi lan nói với cô bé rằng Phó hàn tranh lên đường rồi Tiểu đường đậu thật sự tưởng rằng bố mình sẽ bay về. Trái tim của phó hiêu lại bắt chợt rung động. Tiểu đường đậu nắm tay của phó hiêu rồi lại nắm lấy tay của mộ vi lan. Bà bàn tay nắm chặt lại với nhau. Cô bé nói, bố, mộ mộ, đường đậu, sau này sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa. Mộ vi lan nhìn phó hiêu, ánh mắt hỗn độn. Phó chính viễn chống gậy đứng dậy và mỉm cười nói, hôm nay gia đình chúng ta đoàn tụ ta đã kêu đầu bếp làm rất nhiều món ăn mà Hàn Chanh thích ăn. Mọi người đừng có đứng đó nữa, chuẩn bị đi ăn tối thôi. Hôm nay chúng ta phải ăn mừng. Khi ăn tối, phó chính viễn liếc nhìn đĩa cá cháp trước mặt Phó Hiêu và nói: Hàn tranh còn thích ăn cá cháp, ta kêu đầu bếp làm riêng cho con một phần. Thời gian qua con đã chịu khổ rồi, ăn nhiều một chút. Phó Hiêu hờ hững đáp lại: Vâng, bố. Mộ Vi Lan vô thức nhìn Phó Hiêu, cô nhớ rằng Phó Hiêu nói rằng mình không thích ăn cá, nhưng bây giờ Phó Hiêu này lại dùng đũa ăn mấy miếng thịt cá. Phó Hiêu này đóng giả thành Phó Hàn Tranh, trà trộn vào nhà họ Phó, rốt cuộc là muốn làm gì đây chứ? Phó Chính Viễn lại nhìn mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu. Vi Lan, Đường Đậu, sao hai đứa không ăn đi? Tiểu Đường Đậu cầm cốc nước trái cây và nói, Ông nội, lúc tan học, mộ mộ đã đưa cháu đi ăn KFC rồi. Ông Phó mỉm cười hiền hậu. Vậy hai đứa cũng phải ăn chút đồ ăn đi chứ. Điều đường đậu cầm cốc nước, chạm vào cốc của Phó Hiêu. Cô bé chớp chớp mắt và hồn nhiên nói. Bố, chúng ta uống một ly. Ông Phó cười lớn, cầm cốc lên và nói. Nào, chúng ta cùng nhau nâng cốc. Chúc mừng hàn tranh bình an trở về. Sau khi mọi người đặt cốc xuống, Phó Hiêu hỏi. Bố, có phải tình hình dạo này của tập đoàn không được tốt lắm có đúng không? Nhắc đến điều này, nụ cười trên mặt của Phó Chính Viễn dần dần lắng xuống, ông thở dài. Kể từ sau khi con xảy ra chuyện, cổ phiếu của Phó thị ngày càng giảm, hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao đều xôn xao, nhưng mà may là bây giờ con đã trở về rồi. Sáng sớm mai, ta sẽ để bộ phận truyền thông đưa tin con đã bình an trở về. Chỉ cần con trở về, đám cổ đông kia mới yên phận, không nói chuyện công việc này, hôm nay gia đình chúng ta chỉ tập trung ăn mừng thôi bữa tối mọi người đều rất vui vẻ chỉ có mộ vi lan là không yên lòng sau bữa tối tiểu đường đậu và tiểu hàm đi xem phim hoạt hình phó hiêu theo phó chính viễn đến phòng sách để bàn chuyện công việc phó hiêu ra khỏi phòng sách anh nhìn thấy mộ vi lan đang đứng đợi ở ngoài cửa cô lạnh lùng nhìn anh ta vươn tay kéo áo anh ta đi vào trong phòng ngủ vừa vào đến phòng ngủ phó hiêu lạnh nhạt hỏi sao thế nóng lòng muốn đưa tôi đi xem phòng ngủ của cô và phó hàn tranh vậy sao phó hiêu anh trà trộn vào nhà họ phó rốt cuộc là muốn làm cái gì phó hiếu đến gần mộ vi lan nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng trà trộn sao cô đây là dùng từ không được chính xác lắm nhé tôi vốn dĩ là người nhà họ phó tại sao lại gọi là trà trộn vào nhà họ phó được chứ bộ dạng kiêu căng và ngạo mạn của phó hiếu khiến mộ vi lan cảm thấy ngứa mắt và căm hận Người đàn ông này rõ ràng là cùng một khuôn mặt và cơ thể với Hàn Tranh, nhưng Mộ Vi Lan lại không thể khống chế bản thân mình ghét anh ta. "Phó Hiểu, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mà quá đáng." Phó Hiểu siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Mộ Vi Lan, nhướng mày và cười gầy. "Vậy tôi cũng nói cho cô biết, tôi vào nhà họ Phó thay thế Phó Hàn Tranh giải quyết khó khăn của tập đoàn Phó thị, cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Tôi và Phó Hàn Tranh như hình với bóng, nếu nhà họ Phó bị lật đổ, Đều không tốt cho cả tôi và cô Mô Lan hơi nhíu mày Thay thế Hàn Tranh sao Anh có ý gì hả Phó Hiếu hất tay cô ra Cười nhạo nói Ý trên mặt chữ Anh ta không định để Hàn Tranh quay về nữa sao Phó Hiếu Anh chỉ là một nhân cách mà Hàn Tranh tưởng tượng ra mà thôi Anh không thể thay thế bản thân Hàn Tranh được Anh nên từ bỏ sớm đi Vậy chúng ta cùng thử xem Rốt cuộc ai có thể thay thế ai Phó Hiêu nhìn quanh phòng ngủ, lạnh lùng nói. Tôi không thích phong cách trang trí của phòng ngủ này. Còn nữa, tất cả đồ của Phó Hàn Tranh tôi đều sẽ vứt đi. Nếu cô không muốn thì có thể nhanh chóng thu dọn đám đồ đó đi. Phó Hiêu! Cô nghiến rằng nói chuyện với tôi làm cái gì? À đúng rồi, từ giờ trở đi cô hãy gọi tôi là Hàn Tranh. Mặc dù tôi không thích cái tên này, cũng rất ghét Phó Hàn Tranh. Nhưng nếu cô muốn gây chuyện để mọi người đều biết Phó Hàn Tranh bị tâm thần phân liệt, Vậy thì cô cứ gào ẩm mỹ lên đi. Tôi không ngại đâu. Nhưng mà đám cổ đông và lãnh đạo cấp cao của Phó Thị sẽ chịu để một người bị bệnh tâm thần phân liệt tiếp tục lãnh đạo tập đoàn Phó Thị hay sao? Mộ Vi Lan đứng đó, hai bàn tay siết chặt, giận dữ nhìn anh ta. Phó Hiểu cúi xuống, ghé sát tay cô và điềm tĩnh nói. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu Phó Hàn Tranh trở về, nhưng lại phát hiện ra rằng anh ta vì cô mà mất đi tập đoàn Phó Thị, cô nghĩ anh ta có trách cô không? Mộ Vì Lan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lúc lâu. Cuối cùng cô mới thả lòng người và cầu xin. Phó Hiêu, tôi cầu xin anh, trả lại hàn tranh cho tôi đi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Thật không? Vì Phó Hàn Tranh, cô sẵn sàng làm bất cứ mọi thứ sao? Mộ Vì Lan nuốt nước miếng, nghiến răng và đối mắt với ánh mắt danh mãnh của Phó Hiêu. Rốt cuộc, anh muốn như thế nào? Hiện tại, tập đoàn Phó Thị đang gặp khủng hoảng lớn như vậy. Điều mà Phó Hàn Tranh cần nhất chính là một trợ thủ đắc lực. Còn cô, Mộ Vi Lan, tôi đã điều tra cô, gia đình phá sản tan vỡ và thất thế. Cho dù gia đình cô không phá sản, dựa vào tài chính và sức lực của nhà họ Mộ, cũng không thể giúp gì được cho Phó Hàn Tranh. Mộ Vi Lan chịu đựng sự chế giễu của Phó Hiêu. Rốt cuộc, anh muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là hiện giờ Phó Hàn Tranh cần mối quan hệ thông gia với một người có thực lực mạnh hàng lông mi của mẫu vi lan run lên dữ dội khuôn mặt của cô tái nhợt pho hiếu liếc nhìn cô mỉm mai sau đó ngồi xuống giường và nói chẳng phải cô vừa mới nói vì võ hàn tranh cô có thể đồng ý mọi điều sao bây giờ còn chưa để cô phải hy sinh cái gì sắc mặt cô đã thay đổi rồi trong lòng của cô thật ra cô quan tâm đến vị trí bà phó hơn có phải không mẫu vi lan mím môi im lặng đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau đến tê dại Phó Hiêu đứng dậy, đi đến trước mặt cô và nói Hay là thế này đi Nếu cô không thể từ bỏ vị trí bà Phó Vậy thì hãy hợp sức với tôi Để Phó Hàn Tranh biến mất vĩnh viễn Tôi có thể giữ vị trí bà Phó của cô Và tôi lại giống y hệt với Phó Hàn Tranh Tôi cũng không thiệt thòi gì cả Cô thấy sao? Nghe vậy, Mô Vì Làn giơ tay tát mạnh vào mặt của Phó Hiêu Mô Vì Làn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vừa bị cô tát Cô thốt lên từng chữ Phó Hiêu tôi sẽ không để anh thực hiện được ý đồ của mình đâu. Phó Hàn Tranh chắc chắn sẽ quay trở về bên cạnh tôi. <laughs> Phó Hiếu cười khẩy, quay đầu lại nhìn cô. Vậy thì cô cứ thử đi, để xem là tôi loại cô ra trước, hay là cô có thể gọi Phó Hàn Tranh trở về trước. Mộ vì Lan đẩy anh ta ra và đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Cô không muốn ở chung một nhà với anh ta, cho dù chỉ là một giây. Nhưng khi cô vừa chạy ra khỏi phòng ngủ, cô lại không biết phải xuống lầu kiều gì nói với mọi người rằng cô phải quay về biệt thự Tiên Thủy Vịnh sao, nhưng trong mắt mọi người, Phó Hàn Tranh đã trở về rồi, cô còn về biệt thự Tiên Thủy Vịnh chẳng phải là có vấn đề gì sao? Nhưng mà cô phải ở lại đây chung sống với Phó Hiêu Kiều gì đây? Mộ Vi Lan dường như không thể làm được điều ấy, người trong kia không phải là Phó Hàn Tranh, cô bỗng trở nên vô cùng chán nản, tiểu đường đầu chạy lên và đang cầm bình sữa trong tay, "Mộ Mộ, sao mẹ không ở cùng với bố?" mộ vì làn ngồi xuống nhìn tiểu đường đậu cô nắm tay tiểu đường đậu và nói đường đậu nếu mẹ nói với con người bên trong kia không phải là bố con có tin mẹ không tiểu đường đậu cắn ống hút sữa mở to mắt và nghiêm túc gật đầu tin mộ mộ nói gì Đường đậu cũng đều tin thật vậy sao mộ mộ cãi nhau với bố rồi ư mộ mộ còn không thèm nhận bố tiểu đường đậu lại gật đầu nói mộ mộ có phải bố bắt nạt mẹ không Tại sao thế? Bố vừa mới trở về, mọi người đều rất nhớ bố. Tại sao mộ mộ và bố lại không tốt nữa? Mộ vi lan bặm môi và nói. Không sao, con lên đây tìm bố sao? Vâng. Tiểu đường đậu còn cầm hộp sữa khác trên tay. Con mang sữa lên cho bố uống. Bố uống vào sức khỏe tốt, sau này sẽ không rời xa chúng ta nữa. Mộ vi lan thấy tiểu đường đậu ngoan ngoãn và hiếu thảo. Đôi mắt cô cay cay, cô xoa mặt cô bé và nói. Đường đậu, thật là hiếu thảo. Mộ mộ, vậy con mang sữa cho bố đây, sau đó con sẽ đi ra chơi với mộ mộ nhé. Đi đi. Tiểu đường đậu chạy vào phòng ngủ, không lâu sau cô bé vui vẻ đi ra ngoài. Tiểu đường đậu nói, bố nói bố rất yêu đường đậu, cũng thích uống sữa của đường đậu. Mộ mộ, chúng ta đừng cãi nhau với bố nữa có được không? Mộ vi lan gật đầu. Cô nghĩ rằng mặc dù thái độ của Phó Hiêu đối với cô xấu xa, nhưng ít nhất anh ta vẫn lịch sự với tiểu đường đậu. Chỉ cần anh ta không bắt nạt tiểu đường đậu là được rồi. Nhưng mà khi nào thì hàn tranh mới có thể quay về chứ? Nếu thật sự như lời của Phó Hiêu nói, anh ta nhất định sẽ thay thế hàn tranh. Vậy chẳng phải xác suất hàn tranh có thể quay về là rất thấp hay sao? Mộ mộ, mẹ đang nghĩ cái gì thế? Không có gì đâu, đi thôi. Chúng ta đến phòng của tiểu đường đậu. Mẹ cùng con chơi xếp gỗ có được không? Vâng, sau khi chơi với tiểu đường đậu một lúc, Mô Vy Lan giúp cô bé tắm rửa. Cô bé thổi bong bóng, bong bóng bay lên khắp người cô, nên cô phải tắm chung với tiểu đường đậu luôn. Sau đó cô định ngủ lại phòng của tiểu đường đậu, nhưng cô bé lại đuổi cô. Mộ mộ, mẹ như vậy là không đúng, bố vừa mới trở về, mẹ phải đi ngủ cùng với bố. Nhưng đã rất lâu, mẹ không được ngủ với đường đậu rồi. Tối nay mẹ ngủ với đường đậu, đường đậu không thích sao? Tiểu đường đậu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, thích thì có thích nhưng con nghĩ mộ mộ nên về phòng bố ngủ đi đường đậu không còn là đứa trẻ một tuổi nữa đường đậu ba tuổi rồi đường đậu có thể tự mình ngủ một mình mộ vì lan đau đầu nói thế nào thì tiểu đường đậu cũng không chịu để cô ngủ ở đây còn đầy cô ra ngoài mộ vì lan đành phải trở về phòng ngủ nhưng vừa quay lại cô nhìn thấy hộp sữa ở thùng rác trong phòng đó chính là hộp sữa mà tiểu đường đậu vừa mang đến cho anh ta uống phó hiếu tắm xong và đi ra khỏi phòng tắm mộ viên lan cầm hộp sữa chưa mở nắp và chất vấn anh ta tại sao anh lại vứt hộp sữa mà đường đậu đưa cho anh uống chứ còn bé cũng không phải là con gái tôi tại sao tôi phải uống chứ anh phó hiểu dùng khăn lau tóc đen ướt đẫm hoàn toàn phớt lờ sự tức giận của mộ Vi lan à đúng rồi tôi không thích nhãn hiệu của chai dầu gội mà phó hàn tranh dùng trong phòng tắm tôi đã vứt đi rồi nếu cô muốn nhặt lại thì đi nhặt ngay đi nếu không, người làm sẽ đến thu dọn sớm đây. Phó Hiêu, anh đừng có quá đáng. Quá đáng sao? Phó Hiêu nhướng mày, quay người lại, nắm lấy cánh tay của mộ vi lan, rồi đột nhiên đè cô xuống giường. Tôi thấy cô cũng khá hợp với tôi đấy. Vợ của Phó Hàn Tranh, dù sao cũng có thể coi là một nửa của tôi. Chi bằng... Phó Hiêu vẫn chưa nói xong. Mộ vi lan tức giận và giơ tay định tát anh ta, nhưng lại bị Phó Hiêu giữ lại. Còn muốn đánh tôi sao? Cũng ghê gớm đây. Anh buông tôi ra, buông tôi ra." Phó Hiếu cúi đầu hôn cô và đè lên người cô, mặc dù thân thể này là của Phó Hàn Tranh, nhưng Mộ Vi Lan vẫn vô cùng sợ hãi và muốn chống cử lại. "Buông tôi ra." Cô vùng vẫy, khoa chân múa tay, nhưng trong mắt Phó Hiếu không là gì hết. Khi Phó Hiếu rẽ quần áo của cô, Mộ Vi Lan bật khóc. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trong veo của cô, động tác của Phó Hiếu dừng lại, trái tim của anh ta như bị bóp nghẹt nghẹn ngào không thể nói rõ mộ vi lan nhân cơ hội đẩy anh ta ra quấn chặt quần áo rồi chạy ra khỏi phòng ngủ phó hiếu ngồi trên giường vô thức lấy tay ôm ngực và cao mày phó hàn tranh vẫn chưa hoàn toàn biến mất phản ứng của anh vẫn rất mạnh mẽ ít nhất là khi đối mặt với mộ vi lan và tiểu đường đậu sự tồn tại của anh vô cùng mãnh liệt mộ vi lan và tiểu đường đậu có thể là chìa khóa để đánh thức ý thức của phó hàn tranh vì vậy, nếu anh ta muốn thay thế Phó Hàn Tranh, để Phó Hàn Tranh biến mất mãi mãi, anh ta bắt buộc phải diệt trừ Mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu. Sau khi tất cả mọi người đều đi ngủ, Mộ Vi Lan ở phòng của Tiểu Đường Đậu một lúc lâu. Cô nằm bò bên cạnh giường của Tiểu Đường Đậu, hai mắt cay cay, cô thì thầm. Đường Đậu, mẹ nhớ bố con quá. Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn sáng, Phó Chính Viễn nói với Phó Hiêu. Lát nữa ta đến công ty cùng với con, nhân tiện đưa tiểu đường đậu đến trường luôn. Mộ vì Lan vội vàng nói, bố, để con đưa đường đậu đi học đi, hai người bận việc như vậy, một mình con cũng khá rảnh rỗi. May là phó chính viễn không nghi ngờ gì, được, vậy con đưa đường đậu đến trường đi. Khi dì Lan mang trứng chiên lên, phó hiêu lạnh lùng ra lệnh, thay tất cả đồ dùng sinh hoạt trong phòng ngủ của tôi. Dì Lan dững sở không hiểu, phó hiêu giải thích, tôi gặp nạn không chết, trở về phải loại bỏ những điều xui xẻo. Tất cả những đồ dùng sinh hoạt này sử dụng đồ mới sẽ tốt hơn. Mô Vi Lan sững sở. Anh ta nói đồ của Hàn Tranh từng dùng xui xẻo sao? Phó chính viễn gật đầu và nói. Hàn Tranh nói đúng đó. Chúng ta nên xua đuổi những điều xui xẻo. Mô Vi Lan cắn môi, bỏ dao nghĩa xuống và nói. Mọi người ăn đi, con ăn no rồi. Phó chính viễn cao mày nói. Vi Lan, con đang mang thai. Cho dù không muốn ăn thì cũng phải vì đứa bé mà cố ăn nhiều một chút. Mô Vi Lan gật đầu. Tiểu đường đậu cũng vừa ăn xong Cô bé vươn tay nắm lấy tay của mộ vi lan Mộ mộ con cũng ăn xong rồi Chúng ta đi thôi Ông nội bố con đi học đây Đi đi chú ý an toàn nhé Sau khi mộ vi lan đưa tiểu đường đậu Rời khỏi nhà họ phó Tránh xa phó hiu Cô mới yên tâm một chút Sau khi đưa tiểu đường đậu đến trường Mộ vi lan gọi điện thoại cho Giang Thanh Việt Bác sĩ Giang Phó hiu về nhà họ phó rồi anh ta trở về với thân phận là Hàn Tranh. Bây giờ nhà họ phó không có ai biết thân phận của anh ta cả. Giang Thanh Việt mím môi nói. Phò Hiều nắm chắc được cô sẽ không dám mạo hiểm lật tẩy thân phận của anh ta. Anh ta trở về là để thay thế hàn tranh. Bước tiếp theo, cô có kế hoạch gì chưa? Mộ viên lan hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết phải làm sao cả. Tôi đang rất dối. Chiều nay tôi sẽ chặn anh ta ở trước cửa của phó thị tôi muốn thử phương pháp thôi miên xem có thể đánh thức được ý thức của hàn tranh không bác sĩ rằng cảm ơn anh nhiều lắm không có gì tôi là bạn tốt của hàn tranh đây là chuyện tôi nên làm sau khi cúp điện thoại mẫu vi lan một mình đi dạo trên phố khi đi ngang qua một cửa hàng váy cưới cô đứng ngoài cửa sổ nhìn chiếc váy cưới treo bên trong và hơi giật mình khi cô thất vọng muốn quay đầu rời đi một bóng dáng đàn ông quen thuộc phản chiếu qua tấm kính trên cửa sổ một Vi Lan cau mày, quay đầu nhìn lại. Giàn chiết, sao anh lại ở đây? Giàn chiết mỉm cười và nói, anh vốn tưởng rằng cả đời này của chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Vi Lan, đã lâu không gặp, em gầy đi nhiều rồi. Anh về Bắc Thành rồi sao? Đúng vậy, anh xem tin tức nói phó Hàn tranh rơi xuống biển và chết rồi. Anh sợ em sẽ nghĩ quẩn, sẽ xảy ra chuyện. Thật ra anh đã về Bắc Thành lâu rồi. Anh cũng đã đi theo em mấy ngày nay rồi, Mộ vi lan nhau mày. Anh... anh theo em nhiều ngày rồi sao? Giản chiết có phát hiện ra sự tồn tại của Phó Hiêu không? Ừ, anh thấy Phó Hàn Tranh quay về rồi. Nhưng anh ta hình như cư xử với em rất lạnh nhạt. Vi Lan, em ổn chứ? Có vẻ như giàn chiết không biết điều gì. Mộ Vi Lan thả lỏng và nói. Em vẫn ổn. Anh thì sao? Dạo này thế nào rồi? Anh rất nhớ em. Anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quay trở về Bắc Thành nữa. Nhưng anh nhận ra mình vẫn không kìm lòng được mà quay về tìm em. Giàn chiết. Giàn chiết ngắt lời cô và nói. Vì làn, anh biết chúng ta không thể nào quay lại được nữa. Nhưng anh chỉ muốn xem xem em sống có tốt hay không mà thôi. Cô nhách môi cười. Xem cô có sống tốt hay không thì có làm sao. Cô sống tốt cũng vậy. Sống không tốt thì cũng thế. Cũng không thể quay về bên cạnh anh ta được nữa. Em phải về nhà rồi. Giàn chết vội vàng nói. Vi Lan, lẽ nào chúng ta đến cơ hội để cùng nhau ngồi uống tách cà phê, nói chuyện cũng không có nữa hay sao? Tập đoàn Phó Thị, văn phòng của Tổng Giám Đốc. Phó Hiều nhận được mấy bức ảnh do Diêu Trị Nguyệt gửi đến. Đó là những hình ảnh Mộ Vi Lan hẹn hò với một người đàn ông khác. Đôi môi của Phó Hiêu cong lên. Mộ Vi Lan này thực sự thú vị. Một bên giả vờ có tình cảm sâu đậm với Phó Hàm Tranh, một bên lại hẹn hò riêng với người đàn ông khác. Từ khôn đẩy cửa đi vào. Bót, chủ tịch kêu anh đến văn phòng của ông ấy. Phó hiếu thờ ơ đáp lại, đứng dậy đi đến văn phòng của Phó Chính Viễn. Khi đến văn phòng của Phó Chính Viễn, hai người trò chuyện một lúc. Phó hiếu nói, bố, con không biết bố có nhận ra sự khác thường của Vi Lan gần đây không? Phó Chính Viễn không hiểu, khác thường sao? lẽ nào là phản ứng bất thường xuất hiện sau khi mang thai sao không phải điều này là lần này khi con trở về con nhận ra rằng vi lan đối xử với con rất lạnh nhạt hơn nữa tối qua cô ấy ngủ cùng với tiểu đường đậu con và cô ấy cũng không nói chuyện nhiều phó chính viện cau mày không thể nào thời gian con xảy ra chuyện tâm trạng của con bé rất tệ bởi vì nhớ thương con có một lần con bé vì con thắp nến trong phòng suýt chút nữa gây ra hỏa hoạn Tại sao bây giờ con trở về? Con bé lại đối xử lạnh nhạt với con được chưa? Bố, liệu có phải trong lòng cô ấy có người đàn ông khác rồi không? Phó chính viện cảm thấy khó tin, sao có thể thế được, con bé đang mang thai con của con, sao có thể nghĩ đến người đàn ông khác được chứ? Phó Hiểu mở điện thoại, đưa cho Phó chính viện xem những tấm ảnh trong điện thoại. Vốn dĩ con không tin, nhưng một người bạn của con tình cờ gặp Vi Lan trong quán cà phê và nhìn thấy cô ấy đang hẹn hò với người đàn ông khác. Hơn nữa, cười chỉ còn rất thân mật. Bố, con cũng không muốn xảy ra chuyện như thế này. Nhưng nếu như đã xảy ra rồi, con nghĩ mình cần phải đề phòng. Lời của Phó Hiêu rất đáng tin, khiến Phó Chính Viễn không thể không tin. Giàn chết này là bạn trai cũ của con bé. Tại sao con bé vẫn còn liên lạc với bạn trai cũ chứ? Cái này con không biết. Có thể là Vi Lan vẫn còn tình cảm với Giàn Chiết. Phó Chính Viễn không thể không nghi ngờ. Chuyện này đối với nhà họ phó ta mà nói không phải là chuyện vinh quang tốt đẹp gì. Đương nhiên, con cũng không thể hiểu lầm con bé. Tất nhiên rồi, bố, con nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Nếu cô ấy thật sự ngoại tình, sắc mặt của phó chính viễn trở nên dữ dằn. <laughs> nếu con bé thật sự ngoại tình, nhà họ phó chúng ta nhất định sẽ không dung thứ cho con bé. Một sự nham hiểm lóe lên trong mắt của phó Hiêu, đuổi một viên lan ra khỏi nhà họ phó là bước đi đầu tiên của anh ta. Buổi chiều, Giang Thanh Việt kêu Mộ Vi Lan đến cơ sở y tế của anh trước. Anh sẽ đưa Phó Hiêu về trị liệu. Đến khi Giang Thanh Việt đưa người đến, Mộ Vi Lan mới bớt lo lắng. Phó Hiêu hồn mê. Giang Thanh Việt và Mộ Vi Lan đỡ anh ta vào trong cơ sở y tế của Giang Thanh Việt. Mười phút nữa, anh ta sẽ tỉnh lại. Chúng ta sẽ thực hiện phương pháp thôi miên. Ừm. Giang Thanh Việt đỡ Phó Hiêu nằm xuống ghế thôi miên và bật thiết bị lên. Nửa tiếng sau, Phó Hiêu bị Giang Thanh Việt thôi miên thành công đôi mắt nhắm chặt, dường như chìm vào trong những hồi ức. Hàn tranh, anh nhìn thấy cái gì? Mộ vì làn muốn gọi anh dậy, nhưng lại sợ mình làm ảnh hưởng đến việc trị liệu của Giang Thanh Việt cho phó Hàn tranh. Cô đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe. Người đàn ông nằm trên ghế thôi miên, nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi mở lời. Kiều Tăng rơi xuống biển rồi, tôi muốn cứu cô ấy. Nhưng tôi và Kỳ Ngạn Lễ tìm rất lâu cũng không thể tìm thấy cô ấy. Là do tôi không tốt, tôi không nên đưa kiều tang đến đảo ly giang cái chết của kiều tang không phải là lỗi của anh anh cũng không biết rằng thời tiết trên biển sẽ trở nên tồi tệ như vậy hai tiếng sau ký ức của phó hàn tranh vẫn dừng lại ở tuổi 20. giang thanh việt ngừng thôi miên người đàn ông trên ghế thôi miên đã ngủ thiếp đi bác sĩ giang lát nữa tỉnh lại liệu có phải là hàn tranh không giang thanh việt lắc đầu nói ký ức của hàn tranh luôn luôn dừng lại vào năm kiều tang chết cũng chính là ý thức của anh ấy bị mắc kẹt ở năm 22 tuổi. Có lẽ Phó Hiêu bắt đầu xuất hiện vào thời điểm đó. Ý của anh là hắn tranh chìm vào trong cảm giác tội lỗi với Kiều tang, nên anh ấy mới tưởng tượng ra nhân cách của Phó Hiêu. tìm cách tự giết bản thân mình sao? Đúng vậy. Bây giờ anh ấy đang bị mắc kẹt trong tội lỗi với Kiều tang, Chúng ta phải tìm cách để anh ấy tha thứ cho chính bản thân mình. Một Vi Lan nhìn người đàn ông đang ngủ say. Cô cao mày nói, nhưng kiều tang vẫn còn sống tại sao anh ấy lại vẫn không chịu tha thứ cho chính mình chứ một khi tâm bệnh đã hình thành sẽ rất khó để loại bỏ nếu như không xảy ra vụ tai nạn ô tô đó có thể cả đời này phó hiêu sẽ không bao giờ xuất hiện nhưng hàn tranh lại bị tai nạn xe hơi và rơi xuống biển năm đó kiều tang cũng vì rơi xuống trên biển nên mới chết vì vậy có thể điều này đã kích thích đến tâm hồn bị tổn thương của anh ấy giang thành việt khẽ cao mày phát hiện ra toàn bộ sự việc này quá trùng hợp. Liệu có khi nào vụ tai nạn xe của Hàn Tranh không phải là ngoài ý muốn không? trai tìm của mộ viên lan khẽ rung lên. Cô nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó và nói Buổi sáng lễ Giáng sinh, Hàn Tranh phải đến phó thị làm việc. Nhưng từ biệt thự Tiên Thủy Vịnh đến công ty, không không hề đi qua cầu Bác Hải. Tại sao Hàn Tranh lại đột nhiên đến cầu Bác Hải chứ? Thời gian này, liệu có ai gọi điện thoại cho anh ấy đến cầu Bác Hải không? Bác sĩ rằng, có thể làm phiền anh phái người đi điều tra lịch sử cuộc gọi của Hàn Tranh vào ngày hôm đó được không? Tại quán Ba Lam Điệu hôm đó, người của nhà họ Diêu nhìn thấy Giang Thanh Việt, nhưng lại không dám đắc tội. Điều này đủ để thấy thế lực và quyền lực của Giang Thanh Việt. Việc điều tra lịch sử cuộc gọi nói thì không khó, nói đơn giản thì cũng không hẳn là đơn giản. Một viên lan không có quen biết với ai bên cục viễn thông, nên cô không có quyền đi điều tra lịch sử cuộc gọi của Phó Hàn Tranh nhưng Giang Thành Việt chắc chắn có thể giúp cô đi điều tra chuyện này không thành vấn đề gì. Mười phút sau, Giang Thành Việt nhận được một danh sách lịch sử cuộc gọi rất dài và số điện thoại cuối cùng vào hôm đó là đến từ điện thoại công cộng. Số điện thoại công cộng này rõ ràng là rất kỳ lạ và đáng nghi. Mầu Vi Lan hỏi: dựa vào số điện thoại công cộng này có thể điều tra được vị trí cụ thể của bốt điện thoại công cộng đó không? Có thể nhưng không biết liệu gần bốt điện thoại ấy có camera giám sát nào không? Hơn nữa, các camera giám sát công cộng chỉ giữ lâu nhất một tuần. Mà cách ngày hàn tranh xảy ra tai nạn đến bây giờ đã là một tháng rồi. Một Vi lan trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc là ai muốn hại hàn tranh chứ? Kỳ ngạn lễ sao? Nhưng Kiều Tăng vẫn còn sống và quay trở lại bên cạnh kỳ ngạn lễ rồi. Anh ta sẽ không có lý do gì để hại hàn tranh nữa. Giang Thành Việt mím môi nói. Kiều Tang này quá đáng nghi, nếu muốn nhanh chóng điều tra vụ tai nạn xe của Hàn Tranh có liên quan đến Kiều Tang hay không, chúng ta có thể bắt Kiều Tang đến thử máy nói dối. Bác sĩ rằng, Muốn giải được nút thắt thì phải tìm người thắt nút. Hàn Tranh bị mắc kẹt trong hồi ức của năm 20 tuổi, tôi nghĩ chỉ có Kiều Tang mới có thể đánh thức anh ấy. Nếu chúng ta bắt Kiều Tang lại và khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, liệu Kiều Tang từ chối giúp đỡ Hàn Tranh hay không? Cô nói cũng có lý. Mộ Vi Lan tìm đến biệt thự Lam Quận của Kỳ Ngạn Lễ. Kỳ Ngạn Lễ và Kiều Tang đều không có ở nhà, chỉ có người làm ra đón tiếp. Xin hỏi cô là ai? Mộ Vi Lan đứng bên ngoài cổng sắt lịch sự nói. Xin chào, tôi đến tìm Kỳ Ngạn Lễ và Kiều Tang. Hai người họ có ở nhà không? Dì Dương nói. Ông chủ và cô Kiều không có ở nhà. Họ ra ngoài rồi. Cô là bạn của ông chủ chúng tôi và cô Kiều sao? Coi như là vậy đi. Tôi đến để tìm họ có việc quan trọng đang nói chuyện một chiếc ben lây màu đen từ từ đi về phía bên này đôi mắt của mộ vi lan sáng lên người bước xuống khỏi xe quả nhiên là kỳ ngạn lễ và kiều tang kỳ ngạn lễ nhìn thấy mộ vi lan anh ta hơi ngạc nhiên và nhíu mày mộ vi lan sao cô lại ở đây anh kỳ tôi đến tìm cô kiều trái tim của kiều lạc khẽ run lẽ nào mộ vi lan đã biết là cô tạo ra vụ tai nạn xe của phó hàn tranh rồi sao không đúng nếu mộ vi lan biết chuyện này thì nhà họ phó cũng phải biết rồi hơn nữa sáng nay phó thị mở họp báo phó hàn tranh chưa chết anh ta vẫn còn sống và quay trở về rồi kiều lạc điềm tĩnh nở một nụ cười nhạt cô mộ tìm tôi có việc gì sao cô kiều tôi biết năm đó là hàn tranh đã khiến cô rơi xuống biển nhưng cô vẫn còn sống cô có thể tha thứ cho hàn tranh được không kiều lạc mỉm cười Tôi không trách Phó Hàn Tranh. Cô đến tìm tôi chỉ là để hỏi vấn đề này sao? Không phải. Mộ vi lan liếc nhìn kỳ ngạn lễ. Anh Kỳ, tôi có thể nói chuyện riêng với cô Kiều không? Kỳ ngạn lễ liếc nhìn Kiều Lạc. Kiều Lạc gật đầu với anh ta và nói. Anh vào trong nhà đi. Em nói vài câu với cô mộ. Không sao đâu. Ừ. Kỳ ngạn lễ buông bàn tay đang ôm eo của Kiều Lạc ra và lại liếc nhìn mộ vi lan một lần nữa. Sau đó anh ta mới đi vào trong biệt thự bây giờ chỉ có hai chúng ta cô mộ có gì muốn nói thì nói thẳng đi cô kiều hàn tranh luôn áy náy về những gì xảy ra với cô điều này chắc chắn là cô cũng biết bởi vì anh ấy cảm thấy tội lỗi với cô nên anh ấy đã mắc một căn bệnh cô có thể giúp anh ấy được không kiều lạc bật cười phó hàn tranh bị bệnh tôi không phải là bác sĩ tôi làm sao mà giúp được anh ta chứ Một vi lan tha thiết nhìn cô ta anh ấy mắc tâm bệnh chỉ cần cô tha thứ cho anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ khỏe lại. Kiều Lạc thấy cô tình nghĩa đậm sâu, cô ta có chút mềm lòng. Nhưng khi nghĩ đến người chị đã chết, giọng nói của Kiều Lạc trở nên lạnh lùng. Nhưng năm đó, nếu không phải là anh ta, tôi và Kỳ Ngạn Lễ sẽ không phải xa cách nhau 10 năm. Cô mộ, cô có biết 10 năm là bao lâu không? Tôi và Kỳ Ngạn Lễ đã bỏ lỡ nhau 10 năm thanh xuân lãng mạn và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi không hận phó hàn tranh đã là sự tha thứ lớn nhất cho anh ta rồi cô còn muốn tôi giúp anh ta sao tôi không làm được nhưng mà năm đó hàn tranh thật sự không có cố ý cô kiều trên đời này rất nhiều tổn thương đều không phải là cố ý nếu tất cả những tổn thương vô ý đều có thể được tha thứ vậy thì những người đã chết vì sự vô ý này đều xứng đáng phải như thế sao tôi tôi không có ý đó kiều tang không còn mềm lòng nữa cô bỏ mặc mộ vi lan quay người đi về phía biệt thự nhưng đột nhiên cô ta lại dừng bước và quay người lại cô ta nhìn mộ vi lan và nói trên đời này không có cái gì là vô ý làm hại người khác cũng không có cái gì là sự giúp đỡ vô điều kiện đôi mắt của mộ vi lan run lên làm thế nào thì cô mới chịu tha thứ cho hàn tranh đây nếu đã gây hại rồi vậy thì phải chấp nhận trả giá cho việc làm của mình cô tìm tôi giúp phó hàn tranh vượt qua tâm bệnh Tôi có thể giúp anh ta, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì chứ? Tôi muốn cô rời khỏi Phó Hàn Tranh. Chai tim của Mộ Vi Lan run rẩy, hai tay nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Tại sao chứ? Tôi rời khỏi Hàn Tranh thì có ý nghĩa gì với cô chứ? Bởi vì Phó Hàn Tranh từng khiến tôi và người yêu thương tôi mất đi những thứ quý giá nhất. Tôi muốn để Phó Hàn Tranh nếm thử cảm giác mất đi người yêu thương nhất là như thế nào. Cô và Kiều Tăng là hai chị em sinh đôi. Mặc dù họ không lớn lên cùng với nhau, nhưng có lẽ bởi vì họ là chị em sinh đôi nên sở thích, thậm chí đến tính cách của bọn họ cũng gần như giống hệt nhau. Đến cả người trong nhà, đôi lúc cũng không thể phân biệt được hai người. Hai người họ luôn luôn có thần giao cách cả mãnh liệt. Ngày chị gái cô chết, trái tim của cô run lên, khó chịu đến mức ngạt thở. Sau đó cô sốt cao suốt ba ngày ba đêm, Chị gái là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Hai mắt của mộ vi lan ướt đẫm, cô sụt dịt nhìn Kiều Lạc và hỏi. Bắt buộc, phải làm như vậy sao? Kiều Lạc không nhìn lại và đi thẳng vào trong biệt thự. Sau khi mộ vi lan rời khỏi biệt thự Lam Quận, cô nhận được cuộc gọi của Giang Thanh Việt. Phò Hiếu đã bị Diêu Trì Nguyệt đưa đi rồi. Cô không cần phải đến đây đâu, về nhà nghỉ ngơi đi. Việc điều trị của Hàn Tranh không phải là ngày một, ngày hai là có thể giải quyết được. Mộ vi lan gật đầu, được rồi, bác sĩ Giang, anh nói Hàn Tranh bị mắc kẹt ở năm 22 tuổi. Vậy anh có thể dùng thuật thôi miên để đánh thức anh ấy không? Tôi không chắc, hơn nữa, ngay cả khi đánh thức được anh ấy, trí nhớ của anh ấy cũng quay về năm 22 tuổi, anh ấy vẫn không quen biết với cô. Mộ Vi Lan hít một hơi thật sâu, nhếch môi cười gượng. Nếu kiều tang là mấu chốt để gỡ bỏ những nút thắt trong lòng của Hàn Tranh, Hàn Tranh chắc chắn sẽ quay trở lại có phải không? tâm thần phân liệt là một căn bệnh sang chấn tinh thần và tâm lý tâm bệnh của hàn tranh bắt nguồn từ cái chết của kiều tang nếu kiều tang giúp anh ấy điều trị nếu không có gì khác xảy ra anh ấy sẽ được đánh thức mộ viên lan cầm chặt điện thoại nước mắt từ từ rơi xuống giọng cô khản đặc được bác sĩ rằng, việc điều trị sau này làm phiền đến anh rồi chỉ cần có thể đánh thức hàn tranh dù có phải trả bất cứ giá nào cô đều sẵn lòng sau khi kiều lạc đi vào trong biệt thự đứng ở cửa sổ mải miết nhìn theo mộ vi lan rời đi kỳ ngạn lễ ôm chặt lấy cô ta từ phía sau cúi người ghé vào bên tai cô ta hỏi mộ vi lan đã nói gì với em thế cô ta muốn em tha thứ cho phó hàn tranh đôi mắt đen nháy nóng bỏng của kỳ ngạn lễ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của mặt cô ta em có đồng ý không kiều lạc hơi hơi quay mắt nhìn vào kỳ ngạn lễ anh có hy vọng em tha thứ cho anh ta không Phò Hàn Tranh hai chúng ta phải bỏ lỡ nhau 10 năm. Anh nên hận anh ta. Nhưng không lâu về trước, đột nhiên anh phát hiện. Thực ra anh vốn không hề hận anh ta như thế. 10 năm, em rời xa anh. Sợ dĩ anh nhằm vào anh ta, đem tất cả hận ý đổ lên đầu anh ta là vì anh nhớ em quá. Nhưng bây giờ em quay về rồi. Anh lại mong muốn có một cuộc sống bình yên. Bốn chữ cuộc sống bình yên nói ra từ trong miệng của kỳ ngạn lễ khiến cho Kiều Lạc có chút kinh hoàng. Kỳ ngạn lễ cười nhẹ một tiếng nói Mấy năm này Anh ở trong mắt người khác Chỉ là một người thích gây chuyện Anh không hy vọng thế giới hòa bình Bởi vì anh muốn cả thế giới đều bị diệt vong Người mất đi thứ mình yêu thương nhất Giống như anh Sẽ càng không lưu luyến cái gì Mà cuộc sống bình yên Không có em Làm gì có cái gì gọi là cuộc sống bình yên Tiểu tăng Bây giờ em về rồi Anh không muốn quan tâm đến chuyện gì hết anh cũng có thể từ bỏ bất kỳ thứ gì bao gồm cả quyền thừa kế tài sản của nhà họ kỳ bọn họ thích tranh chấp thì cứ để bọn họ tranh chấp đến vứt đầu mè chán anh có em là đủ rồi kiều lạc hai mắt đỏ hoe đưa tay ôm chặt lấy cổ của anh ta vùi mặt vào trong lòng anh ta nói nếu như có một ngày anh phát hiện em không giống với kiểu tang trong tưởng tượng của anh thì anh có thất vọng không sao có thể chứ chỉ cần là em thì dù cho em có như thế nào, anh cũng sẽ không thất vọng. Buổi tối khi kỳ ngạn lễ ở trong phòng sách thì Kiều Lạc nhận được điện thoại của mộ vi lan. Tôi hứa với cô, chỉ cần cô có cách làm tỉnh ngộ ý thức của Hàn Tranh, tôi sẽ đồng ý rời ra anh ấy. Cô nói cô rời ra anh ta, tôi phải tin cô như thế nào đây? Mộ vi lan nói rõ hơn, tôi sẽ ly hôn nhanh nhất có thể. Tôi cũng không thần thông quảng đại đến nỗi làm được giấy ly hôn giả để lừa cô. Chỉ cần hàn tranh quay lại thì tôi sẽ lập tức rời khỏi Bắc Thành. Trong phòng sách, Kỳ Ngạn Lễ nhận được điện thoại của trợ lý Lý Đạt. Tổng giám đốc Kỳ, khoản tiền 15 tỷ kia đã điều tra rõ rồi. Cô Kiều đem 15 tỷ này lần lượt gửi cho cùng một tài khoản. Chủ tài khoản tên là Từ Hải Sinh, có một cô con gái bị bệnh máu trắng. Tháng này vừa làm xong phẫu thuật gây ghép tùy. Kỳ Ngạn Lễ đang cầm điện thoại, ánh mắt hơi lạnh lại hạ thấp giọng nói chuyện này đừng tiết lộ ra ngoài tiếp tục điều tra điều tra được bất cứ manh mối nào lập tức báo cho tôi biết vâng tổng giám đốc kỳ kỳ ngạn lễ vừa cúp máy kiều lạc liền bê một đĩa hoa quả bước vào dì dương vừa gọt hoa quả anh ăn một chút rồi làm việc nhé kiều lạc đặt đĩa hoa quả lên trên bàn thấy anh ta không nói gì liền nói anh làm việc đi em không làm phiền anh nữa kỳ ngạn lễ giữ cô ta lại ngồi lên đùi của anh ta đôi môi mỏng của kỳ ngạn lễ ghé sát vào vành tay của cô ta hơi nóng toán lên mặt cô ta khuôn mặt của kiều lạc hơi ửng đỏ nhẹ nhàng kháng cự anh ta không phải anh muốn làm việc sao mau bỏ em ra so với ăn hoa quả bây giờ anh muốn ăn em hơn màu đỏ trên mặt của kiều lạc càng thêm đậm đừng có làm loạn kiều Tăng, chúng ta kết hôn đi sao sao cơ sự đề nghị bất ngờ của anh ta khiến cho cô ta sững sờ kỳ ngạn lễ vuốt lên mái tóc dài của cô ta yêu chiều cười nói làm em sợ rồi sao em em chỉ là cảm thấy hơi vội vàng một chút anh có thể cho em thời gian để chuẩn bị tâm lý nhưng đừng từ chối anh có được không kiều lạc nhìn vào ánh mắt chuyên tâm sâu lắng của người đàn ông vốn dĩ không nhẫn tâm từ chối em kỳ ngạn lễ chúng ta đều không phải là trẻ con nữa rồi tình cảm bây giờ của anh đối với em có lẽ chỉ là vì một giấc mơ của 10 năm trước vẫn chưa hoàn thành mà thôi. Có lẽ anh không hề thích em đến như thế. Chuyện kết hôn, em nghĩ anh cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Người đàn ông trực tiếp đè lên đôi môi của cô ta, ra sức rất mạnh hôn lấy cô ta. Một nụ hôn sâu, kiều lạc thờ hồn hển mặt cũng nóng gian lên. Kỳ ngạn lễ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi của cô ta, mở miệng nói rõ từng câu từng chữ. Em nghe cho rõ đây, cho dù có là bao nhiêu năm đi qua bao nhiêu người đi chăng nữa thì anh vẫn muốn lấy em làm vợ muốn em trở thành bà chủ kỳ của anh các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Vợ yêu của Tổng Tài, tác giả Nguyệt Tiểu Tây qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.